bằng mười. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 2014, lễ đón bằng công nhận vườn quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar vừa được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Côn Đảo. Việc vườn quốc gia Côn Đảo được công nhận vào danh sách Ramsar càng khẳng định giá trị và ý nghĩa của công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục phát huy các thành quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển cộng đồng, phát huy các lợi ích về bảo vệ môi trường, về khoa học, gắn liền với các lợi ích về kinh tế, văn hóa và xã hội. Trang Sức Sống Miền Đông do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam hiện có 30 vườn quốc gia thuộc hệ thống các khu rừng đặc dụng. Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong số này. Để bảo tồn rừng và di tích lịch sử ở Côn Đảo, sau khi xúc tiến việc khảo sát đánh giá quản lý rừng Côn Đảo, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo đã cùng với Tổng cục Lâm nghiệp lúc đó trình chính phủ thành lập khu rừng cấm Côn Đảo, được Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 85 ngày 1 tháng 3 năm 1984. Đến năm 1993, khu rừng cấm Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt trở thành vườn quốc gia Côn Đảo trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia. Trong quyết định thành lập vườn quốc gia Côn Đảo, Thủ tướng Chính phủ đã quy định phạm vi của vườn quốc gia bao gồm cả hợp phần rừng, hợp phần biển và hợp phần đất ngập nước. Hợp phần biển đã được ghi vào danh sách quy hoạch các khu bảo tồn biển quốc gia, được quốc tế đánh giá là một trong những nơi mà hệ sinh thái biển có giá trị đa dạng sinh học cao trên thế giới. Cái tiềm năng đa dạng sinh học rất là phong phú, rất là đặc sắc của Côn Đảo, cho nên thời gian vừa qua được sự giúp đỡ của quan tâm của Bộ Tài nguyên Môi trường, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như các sở ngành trong tỉnh đã xúc tiến vườn quốc gia Côn Đảo trở thành một cái khu vùng đất ngập nước quan trọng có tầm quốc tế. Chính vì vậy mà ngày 18 tháng 6 năm 2013, thì quốc tế đã công nhận cái vườn quốc gia Côn Đảo là một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, người ta gọi tắt là khu Ramsar. Điều này nó có một ý nghĩa rất là lớn, không những có ý nghĩa về mặt khoa học mà nó còn có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế. Để thông qua cái chương trình phát triển cái ngành kinh tế dịch vụ du lịch sinh thái rừng và sinh thái biển cho khu vực Côn Đảo. Công ước Ramsar là một công ước liên chính phủ được ký vào ngày 2 tháng 2 năm 1971 ở thành phố Ramsar, Iran và có hiệu lực từ năm 1975 với mục đích khuyến khích, bảo tồn và sử dụng khôn khéo hay bền vững các khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Công ước Ramsar có 9 tiêu chí. Muốn được công nhận khu Ramsar thì vùng đất ngập nước phải đạt một trong 9 tiêu chí mà Công ước Ramsar đề ra. Và vườn quốc gia Côn Đảo đã thỏa mãn đến 5 tiêu chí theo Công ước Ramsar, gồm vườn quốc gia Côn Đảo là mẫu chuẩn về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên ở vùng biển phía đông nam của Việt Nam và của khu vực. Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi phân bố của các loài cực kỳ nguy cấp và các quần xã sinh thái đang bị đe dọa. Vườn quốc gia Côn Đảo đóng vai trò hỗ trợ cho các loài động thực vật có ý nghĩa trong việc duy trì đa dạng sinh học quan trọng tại Việt Nam và của khu vực. Vườn quốc gia Côn Đảo đóng vai trò hỗ trợ cho các loài động thực vật đang trong giai đoạn quyết định vòng đời, là nơi trú ẩn cho các loài này khi chúng gặp điều kiện nguy hiểm.
Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài động vật thủy sinh, là nơi sinh sản nuôi dưỡng và đường di cư, mà nhờ đó các loài động vật này có thể sinh sôi nảy nở tại khu vực biển phía đông nam của Việt Nam và của khu vực. Trong đó, tiêu chí đầu tiên về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên ở vùng biển phía đông nam của Việt Nam và của khu vực được xem là tiêu chí quan trọng đối với một vùng đất ngập nước. Vườn quốc gia Côn Đảo là mẫu chuẩn điển hình cho các đảo ngoài khơi của Việt Nam, nơi phân bố của các quần thể động vật, thực vật trên đất liền lẫn dưới biển. Đó là sự hiện diện của ba hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới, gồm hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái cỏ biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tôi đảm nhận công tác lặn khám phá rạn san hô tại Việt Nam được hơn 10 năm. Đặc biệt, tôi đã ở Côn Đảo trên 4 năm và đã nhiều lần hướng dẫn cho du khách lặn xuống dưới đại dương để khám phá các rạn san hô ở đây. Tôi nhận thấy hệ sinh thái rạn san hô ở Côn Đảo rất đa dạng, phong phú. San hô ở đây tuyệt đẹp hơn nhiều so với các nơi khác của Việt Nam. Có thể coi Côn Đảo như một cầu nối cho sự phát tán sinh vật từ trung tâm đa dạng của vùng biển Ấn Độ, Tây Thái Bình Dương đến vùng biển ven bờ Việt Nam. Do vậy, thành phần loài sinh vật biển ghi nhận ở đây tương đối đa dạng. Cho đến nay đã phát hiện 285 loài san hô cứng, 202 loài cá, 153 loài thân mềm, 130 loài dung nhiều tơ, 110 loài giáp xác, 46 loài da gai. Ngoài ra, vùng biển Côn Đảo còn có 11 loài cỏ biển seagrass. Đây là nhóm thực vật bậc cao có hoa duy nhất sống trong môi trường biển, là hệ sinh thái cơ bản của vùng biển ven bờ, có vai trò trong hoạt động điều chỉnh, ổn định điều kiện môi trường, tạo nguồn thức ăn, nơi cư trú, bãi đẻ cho nhiều loài thủy sản. Cỏ biển là nguồn thức ăn ưa thích của đu công, rùa biển. Đây là hai loài động vật biển quý hiếm, cần ưu tiên quản lý và bảo tồn trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Hiện nay, Côn Đảo là vùng có nhiều rùa biển nhất ở Việt Nam, với hai loài thường gặp là rùa xanh và đồi mồi. Có 17 bãi cát được ghi nhận là bãi đẻ của rùa, trong đó có đến 4 bãi được ghi nhận là có 1.000 rùa mẹ lên đẻ trứng hàng năm. Côn Đảo cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam còn tồn tại một quần thể bò biển hay còn gọi là đu công, có cuộc sống không tách rời các thảm cỏ biển. Đặc biệt, vườn quốc gia Côn Đảo bao gồm 14 hòn đảo, có diện tích hơn 19.990 ha, thì rừng tự nhiên bao phủ cả 14 hòn đảo, chiếm 81% tổng diện tích các đảo nổi. Các nhà khoa học đã ghi nhận hệ thực vật trên cạn của vườn quốc gia Côn Đảo có 1.077 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó nhiều loài mang tên côn sơn như dầu côn sơn, bùi côn sơn. Về hệ động vật trên cạn có 26 loài thú, 85 loài chim, 46 loài bò sát, ếch nhái đã được ghi nhận, trong đó có nhiều loài mang tên côn sơn như sóc đen côn sơn hoặc chỉ xuất hiện ở Côn Đảo, chưa phát hiện ở những địa phương khác của Việt Nam như bồ câu Nicopa, chim nhiệt đới, chim điên mặt xanh và gầm dị trắng. Hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái biển của vườn quốc gia Côn Đảo có tính đa dạng sinh học rất cao, gồm 46 loài thực vật ngập mặn, trong đó có 28 loài ngập mặn thực sự chiếm 76% của cả nước, hơn 1.300 loài động thực vật biển, trong đó có 44 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam. Theo số liệu mới nhất của Viện Điều tra Quy hoạch rừng 2014, Việt Nam chỉ còn 129.924 hecta rừng ngập mặn, phân bố rải rác ở vùng ven biển dài hơn 3.200 km từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang. Trong đó, rừng ngập mặn tự nhiên còn 60.756 hecta, rất manh mún, chủ yếu còn lại trong các khu rừng đặc dụng như Vườn Quốc gia Côn Đảo, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Rừng ngập mặn ở Côn Đảo quý giá không chỉ vì diện tích còn sót lại mà còn ở tính hoang sơ, gần như rất ít bị tác động bởi con người. Ngoài ra, rừng ngập mặn ở Côn Đảo còn độc đáo vì sinh trưởng và phát triển trên cát, sỏi,
mảnh vụn san hô chết, khác với rừng ngập mặn ở nhiều nơi khác thường sống trên đất bùn. Có lẽ đây là nơi hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất ở Việt Nam, còn những diện tích đất ngập nước nói chung và rừng ngập mặn nói riêng mang đậm tính hoang sơ. Rất nhiều nhà khoa học, nhiều chuyên gia về du lịch nổi tiếng trên thế giới và trong nước, sau khi khảo sát thực địa, đã đánh giá rất cao tính hoang sơ của Côn Đảo nói chung, của đất ngập nước và rừng ngập mặn nói riêng. Như vậy, có thể thấy rằng, các vùng đất ngập nước ở Côn Đảo có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, văn hóa lịch sử và tín ngưỡng, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, bởi đó là ngôi nhà của rất nhiều loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Những giá trị đó đã được khẳng định khi ngày 18 tháng 6 năm 2013, Ban Thư ký Công ước Ramsar Thế giới đã ký quyết định công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là khu đất ngập nước quan trọng quốc tế thứ 2203 của thế giới. Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu đất ngập nước quan trọng, gọi tắt là khu Ramsar thứ 6 và là khu Ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế là vinh dự lớn cho huyện Côn Đảo, cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và của cả Việt Nam. Đó là sự công nhận cho sự quan tâm bảo tồn, gìn giữ khu rừng đặc dụng này trong suốt 30 năm qua của chính phủ, chính quyền địa phương. Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu Ramsar là sự đánh giá tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng sinh học của Côn Đảo còn tương đối nguyên vẹn, đa dạng và phong phú. Các nguồn tài nguyên này là tiềm năng, thế mạnh để phát triển bền vững dân sinh, kinh tế, xã hội huyện đảo. Chị đã quan sát thấy cuộc đời sống của con rùa biển. Đây là một cái động vật rất là quý hiếm mà chúng ta cần phải bảo tồn. Và cái sự bảo tồn đó là cũng cần cái sự hỗ trợ của rất là nhiều cái cơ quan chức năng, ban ngành và những người làm khoa học. Thì cũng nên là cùng nhau mà quan tâm tới cái vấn đề này. Ở Côn Đảo này thì được một cái rất là hay là xung quanh chỗ nào cũng màu xanh hết. Núi xanh, nước rất là xanh mà quang cảnh rất là đẹp. Tại lễ đón nhận bằng công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu Ramsar, ngoài phần lễ còn có nhiều hoạt động khác như viếng nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Vườn Quốc gia Côn Đảo, thả rùa con ra biển, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về Công ước Ramsar và các giá trị mà khu Ramsar sẽ mang lại, nhằm quảng bá hình ảnh của Côn Đảo, thu hút khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến Côn Đảo và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan vào quá trình quản lý, bảo tồn và phát triển vùng đất ngập nước Vườn Quốc gia Côn Đảo. Bộ cũng sẽ kết hợp với Vườn Quốc gia Côn Đảo để có thể có những cái chương trình hợp tác với các cái đơn vị trong nước hoặc ngoài nước để phát huy các cái công cuộc bảo tồn. Và đồng thời sắp tới thì với cái danh hiệu là khu đất ngập nước của thế giới Ramsar thứ 6 của Việt Nam được quốc tế công nhận thì đây cũng là một cái đóng góp cho ngành du lịch. Đây cũng là một cái vinh dự cho Côn Đảo nói riêng và cho Bà Rịa Vũng Tàu và cho Việt Nam. Sau khi được công nhận là khu Ramsar của thế giới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về Công ước Ramsar và các giá trị mà khu Ramsar sẽ mang lại. Trong thời gian tới, đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Côn Đảo để quản lý và bảo tồn cái giá trị thiên nhiên của khu Ramsar Côn Đảo và đồng thời cũng để phát huy về cái giá trị thiên nhiên đó để là phát triển bền vững về nền kinh tế xã hội của Côn Đảo. Sự kiện này tạo cơ hội phát triển lớn về giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều thách thức cho công tác bảo tồn và phát triển vùng đất ngập nước tại Côn Đảo để thực hiện sứ mạng của Công ước Ramsar là bảo tồn và sử dụng một cách khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua hành động của địa phương, của khu vực, của quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới. Các mục tiêu nhiệm vụ sử dụng bền vững tài nguyên cảnh quan đa dạng sinh học Côn Đảo đã và đang được triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, để giữ vững danh hiệu Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, Côn Đảo cần đẩy mạnh hoạt động đầu tư và phát triển du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Côn Đảo, gắn lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng trong việc quản lý sử dụng tài nguyên
đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên đất ngập nước tại côn đảo. Trang Sức Sóng Miền Đông của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.